Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến trưa ngày 4 tháng 5 năm 2020, đã có 219 trên 271 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, xuất viện. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe, hiện đã có 12 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 9 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2. Về sức khỏe của các bệnh nhân COVID-19 nặng, hiện có 2 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh và 1 bệnh nhân khác là Nam Phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Bệnh nhân 19 đang thở máy qua mở khí quản, thông khí hai bên rõ, rang nổ hai bên giảm, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, cơ lực cải thiện, không có phù trên lâm sàng, tiểu qua sonde, ăn nhỏ giọt qua sonde, da niêm mạc hồng, bệnh nhân trong ngày không sốt. Bệnh nhân này đã từng trải qua những ngày nguy kịch, phải can thiệp ECMO liên tục từ ngày 19 tháng 3. Tuy nhiên, qua quá trình điều trị sức khỏe của bệnh nhân có nhiều tiến triển, đã không còn phải can thiệp ECMO từ ngày 6 tháng 4. Bệnh nhân 161 đang thở máy qua mở khí quản, thông khí hai bên rõ, không rang, đờm ít, đặc. Ngày qua tiếp tục cho bệnh nhân tập thở, cơ lực khá, tim nhịp xoang, tần số tim 83 đến 108 chu kỳ mỗi phút, huyết áp trung bình từ 76 đến 108. Gọi hỏi bệnh nhân có giao tiếp chậm. Bệnh nhân hiện vẫn liệt cứng nửa người, tập vận động thụ động cho bệnh nhân 2 lần một ngày. Bệnh nhân cũng đã đỡ phù vùng cánh tay, mí mắt. Bệnh nhân ăn qua sonde, tiểu qua sonde, da niêm mạc kém hồng. Bệnh nhân hiện không sốt. Đây là cụ bà 88 tuổi, quê Hưng Yên. Bệnh nhân được chuyển từ khoa thần kinh Bệnh viện Bạch Mai sang khoa cấp cứu Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 hôm 25 tháng 3 với chẩn đoán chảy máu não thất, phát hiện tăng huyết áp 2 lần, chụp CT phổi có tổn thương phổi trái 3 ngày sau khi nhập viện. Tới ngày 28 tháng 3, bệnh nhân có xu hướng tổn thương phổi tăng hơn. Tới ngày 2 tháng 4, nữ bệnh nhân này phải thở oxy, sau đó mở nội khí quản và chuyển lên khoa hồi sức tích cực, sau đó bệnh nhân chỉ được thở máy. Bệnh nhân 91, hiện bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, bệnh nhân vẫn nằm yên, an thần, không sốt. Bệnh nhân bị tràn khí màng phổi phải, siêu âm phổi, tim co bóp đồng bộ, không tràn dịch, bly mặt trước, phổi trái bly nhiều, đông đặc vùng thấp, co nhỏ nằm khoang liên sườn 3-4. Bệnh nhân đang được điều trị kháng sinh, hỗ trợ hô hấp, mở khí quản, ECMO, lọc máu, kiểm soát rối loạn đông máu, dẫn lưu khí màng phổi phải. Trước đó, ngày 17 tháng 3, bệnh nhân 91 khởi phát sốt, ho và đến chiều ngày 18 tháng 3 tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM khám, nhập viện với tình trạng X-quang có tổn thương nhu mô phổi phải. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 18 tháng 3. Mẫu bệnh phẩm tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 20 tháng 3. Bệnh nhân tiếp tục được cách ly điều trị tại bệnh viện cho đến nay. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này đã nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó là những lần dương tính yếu. Kết quả xét nghiệm lần gần đây nhất ngày 30 tháng 4, bệnh nhân này đã âm tính với virus SARS-CoV-2. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.